Già rồi, nhục nhất nếu thiếu bốn thứ này. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, xuân đến rồi xuân lại chào ta. Tạm biệt tuổi thơ gặp tuổi già. Ai cũng trải qua thời tươi trẻ, theo dòng năm tháng sẽ nhạt nhòa. Quý vị thân mến, đời người ngắn ngủi, thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc mà ta đã trở nên già nua. Lúc này, con người ta chỉ mong sao quãng đời còn lại được sống trong sự an yên và thanh thản. Đời người muốn bình yên tận hưởng cuộc sống, thì chính bạn phải tự giữ hạnh phúc cho mình. Liệu đã bao giờ quý vị tự hỏi bản thân mình rằng, khi về già, mình sẽ cần có những gì hay chưa? Về già buông được thứ gì, hãy cứ buông. Bởi vì đôi khi buông bỏ chính là cách để chúng ta nắm giữ hạnh phúc. Thế nhưng quý vị ạ, có năm thứ này nếu không nắm giữ bên mình thì về già càng sống sẽ lại càng khổ. Đó là những thứ gì? Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, con cái ngoan ngoãn tài giỏi. Không ai giàu ba họ là mối quan tâm của rất nhiều gia đình. Ở xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều bậc cha mẹ ngày đêm vất vả, mất cả đời để xây dựng cơ nghiệp, nhưng kết quả lại bị hủy hoại dưới bàn tay của chính con cái mình. Rất nhiều cậu ấm, cô chiêu, không học hành đến nơi đến chốn, tiếp xúc bạn bè xấu, xây dựng và hình thành cho mình những thói quen không tốt, bước vào những con đường lệch lạc, khiến một gia đình vốn dĩ đang yên đang lành lại bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Chính vì thế, làm sao để giáo dục con cái là việc cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện. Các bậc cha mẹ đừng tiếc tiền cho việc học hành của con. Nếu thấy đáng đầu tư, cũng đừng bao giờ tiếc thời gian ngồi nói chuyện, tâm sự với con mỗi ngày. Chỉ khi con cái phát triển tốt, có nhân cách tốt, bạn mới có thể sống nhàn nhã, hạnh phúc, mới đời đời được truyền lại. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang chính là vận may của cha mẹ. Cho dù có nghèo một chút, nhưng vẫn luôn giòn giả tiếng cười, làm người cũng nở mày nở mặt với người khác. Hãy nhớ, đừng quá mải mê đâm đầu vào kiếm tiền. Công nhận là kiếm tiền quan trọng, nhưng gia đình mới là thứ nên được ưu tiên hàng đầu. Nếu như quý vị có suy nghĩ mình không mang đi được, thì mình kiếm để lại cho con cháu, cho chúng được hưởng thụ, thì thực ra suy nghĩ này cũng không sai, nhưng cũng không đúng. Bởi nếu chúng ta làm vậy, vô hình chung sẽ tạo cho con thói quen ỷ lại, dựa dẫm, không chịu cố gắng, lười biếng, lại ham chơi. Khi ấy, nếu tiếp tục dung túng, con cái chẳng mấy mà sẽ trở nên hư hỏng. Các bậc cha mẹ xin hãy nhớ, chúng ta không thể nào mãi cho tiền con cái, bởi tiền tiêu rồi cũng sẽ hết. Không biết cách kiếm thì lấy gì mà tiêu? Thay vì cho con cái tiền, các bậc cha mẹ hãy cho con kiến thức sống, cho con cách làm người, cho con kỹ năng vào đời, để nó trở thành hành trang cho con tiếp bước trên quãng đời còn lại. Khi cha mẹ già rồi, cha mẹ sẽ thấy những thứ đó mới thực sự là những món quà trân quý nhất. 2. Sức khỏe. Trong cuộc sống bộn bề, quay cuồng cùng công việc, tiền tài, danh vọng, mà quên mất rằng sức khỏe mới là thứ ta nên tìm về. Nhiều người dành cả đời để bôn ba làm việc kiếm tiền, nhưng đến khi có tiền rồi lại đổ vào để mua sức khỏe. Steve Jobs đã từng nói, chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh. Đừng cố gắng làm việc cực lực để rồi phải dành toàn bộ số tiền kiếm được để mua chiếc giường đó. Hãy cố gắng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe mình thật tốt để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhắc đi nhắc lại rằng, dù bạn không khát thì cũng phải uống nước, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, bận bịu đến mấy thì cũng phải rèn luyện sức khỏe của mình. Đừng nên viện bất cứ một lý do nào để đánh đổi sức khỏe của mình. Bạn có thể kiếm ra tiền hôm nay thì chắc chắn tương lai bạn sẽ phải dùng đến nó. Thứ quan trọng nhất không phải là tiền, mà chính là sức khỏe. Dù bạn có điều kiện, nhà lầu, xe hơi hay những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền đi chăng nữa, thì cũng không thể mua được sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng,
Sức khỏe là chiếc chìa khóa vàng, là thẻ bảo hiểm quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Chẳng có sự đầu tư nào tốt hơn bằng việc đầu tư vào sức khỏe. Chẳng ai có thể dùng hàng triệu đô để mua chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh khi đã bị ung thư. Đối với mỗi con người, sức khỏe chính là thứ tài sản vô giá, nhất là khi về già, điều ấy lại càng quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi có sức khỏe là có tất cả, và không có sức khỏe là không có gì. Chính vì vậy, hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút, quan tâm đến bản thân mình một chút. Chỉ khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới được hạnh phúc, vui vẻ và có thể tự đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Bạn có thể ăn món mình thích, làm điều mình muốn mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai, kể cả con cái. Chính vì thế, để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn hãy thường xuyên tập thể dục, có một tinh thần vui vẻ và lạc quan, quý vị nhé. Thứ ba, bạn đời. Ta vẫn thường nghe câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Quả thật, sợi dây gắn kết cả mấy chục năm cuộc đời khiến những cặp vợ chồng ở tuổi xế bóng có sự gắn bó vô vàn. Dù thế nào, đến khi về già thì điều quan trọng nhất chính là người bạn đời của mình. Họ là người chia sẻ những buồn vui, những gánh nặng, giông bão của cuộc sống và nắm tay bạn đến suốt cuộc đời. Khi còn trẻ là vợ chồng, còn khi về già là bạn. Khi về già, có người bạn đời bên cạnh, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ mọi điều là tài sản quý báu nhất ở cuộc đời mỗi người. Bạn phải nhớ rằng, ngoài con cái ra, thì vợ chồng mới là người bên ta suốt cuộc đời này. Vì thế, đừng vì quá mải mê lo kiếm tiền, chăm sóc con cái, mà quên đi việc chăm sóc người bạn đời của mình, quý vị nhé. Thứ tư, sự an nhiên. Có thăng có trầm mới là cuộc sống. Cứ sống mà chỉ chăm chăm đi theo đuổi ước mơ, ngược lại, sống sẽ rất mệt. Có một vài lý tưởng nếu đã được định sẵn là sẽ không thể nào thực hiện được. Vậy thì hãy học cách từ bỏ. Trong cuộc sống, có một vài điều đã được định sẵn là sẽ phải trải qua. Vậy thì cũng đừng sợ hãi. Chẳng hạn như sinh, lão, bệnh, tử, cứ điềm nhiên mà tiếp nhận. Đến một ngày, sẽ có một người thân nào đó phải rời xa chúng ta. Âu cũng là chuyện thường tình. Đau khổ, tuyệt vọng dĩ nhiên đều có, nhưng bạn cũng không thể nào sống mãi trong u sầu. Hãy dùng một tâm thái an nhiên đối mặt với những việc xảy ra xung quanh, xem đó là những chuyện bình thường mà ai cũng sẽ phải trải qua trong đời. Tâm thái quyết định vận mệnh. Nếu cứ luôn u sầu, ảo não vì những chuyện xung quanh, hay đối xử với người khác bằng thái độ cục cằn, tức giận, vậy thì chính bạn cũng sẽ tồi tệ theo. Luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý, lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, bực tức, bạn làm vậy thì có ích gì? Chẳng qua cũng đang tự làm khổ chính mình mà thôi. Hãy học cách thuận theo tự nhiên, chuẩn bị cho mình một tâm thái tốt. Đó chính là vận may của bạn. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện hôm nay bạn cho là tồi tệ, ngày mai rồi sẽ qua đi. Tất cả sẽ lại tốt đẹp trở lại mà thôi. 5. Của cải. Người ta nói, nhà là nơi mọi giông bão sẽ dừng lại sau cánh cửa. Chính vì thế, dù lúc trẻ bôn ba ra sao, ở tạm bợ thế nào, thì đến khi về già, bạn cũng sẽ phải tự lo cho mình một căn nhà để tránh mưa, tránh nắng. Đặc biệt, bạn cũng hãy nhớ rằng, nhà của bố mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì không phải đã là nhà của bố mẹ. Vậy nên, hãy giữ cho mình tấm át chủ bài là một căn nhà và cùng xây dựng giữ gìn tổ ấm gia đình. Khoản tiết kiệm cũng là điều cần đến khi về già. Nếu nắm chắc tấm át chủ bài này, bạn sẽ có thể an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn. Khi còn trẻ, đừng chỉ biết tiêu xài mà không biết tích lũy. Hãy có khoản tiết kiệm để phòng khi ốm đau, bệnh tật hay một việc nào đó cần dùng. Tuy nhiên, cũng đừng sống quá tiết kiệm. Cái gì đáng tiêu thì tiêu và không đáng tiêu thì đừng tiêu. Đặc biệt, đừng mạo hiểm bằng cách mang tiền đi đầu tư
và cần cẩn trọng để tránh bị mắc lừa. Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi. Hãy chia tay với ông sư khổ hạnh. Hãy làm con chim bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Hãy luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ. Đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp, chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi. Dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin. Cuộc sống có hương vị. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình. Đó mới là cuộc sống lành mạnh. Cuộc sống tuổi già nên đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc. Có một, hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già. Tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc. Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn, chúng ta chọn cách sống như thế nào. Tại sao khi về già, ta hay hoài cựu, hay nhớ những chuyện xưa? Đến những năm cuối đời, chúng ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp. Vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa. Người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Phần cuối video hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Con Dâu. Trời lem nhem tối, tự nhiên gió nổi, mây đen mù trời. Trong nhà, ông Phiên ho sù sụ không ngớt. Bà Phiên lóng ngóng chẳng biết giúp chồng bằng cách nào, hốt hoảng gọi điện cho con dâu. Giờ này mà nó vẫn ở tận đẩu tận đâu, chưa về nhà nấu cơm cháo gì cho bà. Bố chồng ốm liệt giường, mẹ chồng lấn bấn với hai đứa cháu, mà nó cứ bình chân như vậy. Hiệu thuốc của nó đâu phải lúc nào cũng đông khách, chắc lại là la cà đâu rồi. Đàn bà con gái mà hay ngồi lê đôi mắt, nhí nhách quà vặt thì chẳng bao giờ chăm sóc gia đình tốt. Tiếng cửa đập sầm sập, gió ràng rạc xô cây cối ngã nghiêng ngoài vườn, làm bà Phiên càng thêm sốt ruột. Ông Phiên ốm dai dẳng cả năm nay, nhưng tháng gần đây của ông trầm trọng hơn. Lúc tăng huyết áp, lúc cơn hen suyễn lên cao trào, ông dùng thuốc tại nhà không ăn thua. Mỗi lần vậy, bà đều bắt con dâu gấp gáp gọi xe đưa ông vào viện, điều trị bình ổn mới đưa ông về nhà. Bà chẳng ưa gì con dâu, nhưng bà ngại phiền con trai bà. Nó bận trăm công nghìn việc ở cơ quan, đàn ông phải lo việc lớn. Bà làm rối rắm nó vì chuyện lặt vặt trong gia đình làm gì. Dù rất cố gắng, nhưng bà chưa bao giờ xuôi lòng được với cô con dâu. Đã bao lần bà ngồi ngắm con trai và con dâu bà khi chúng nó lúi húi to nhỏ bên nhau. Bà thật không hiểu nổi, trên đời này thiếu gì con gái đâu mà con trai bà lại chọn nó. Vóc dáng nó lều khều, thô thô, nhìn toàn xương xẩu, răng lại hơi hô, học hành thì hết trung cấp, ai học mà chẳng được. Con trai bà vừa đẹp trai, vừa hiền lành ngoan ngoãn, lại là thạc sĩ, giảng viên một trường đại học. Sự chênh lệch ấy làm lòng bà hụt hẫng tột độ ngay từ lần đầu con trai bà đưa bạn gái về ra mắt. Bà khuyên giải thế nào con trai cũng không nghe, nó nằng nặc kiên quyết lấy con bé liều khều ấy. Sau khi chúng nó lấy nhau, con dâu bà chỉ ăn với đẻ, 2 năm 2 đứa, học dược sĩ gì mà chẳng biết cách phòng tránh thai. Nó đẻ dày nhưng nó có vất vả đâu, hàng ngày tay bà chăm 2 đứa cháu nội là chính. Nó đẻ xong đứa thứ hai thì đòi mở cửa hiệu thuốc ngoài phố. Nó đi miết để bà ở nhà vật lộn với một người ốm, 2 đứa trẻ nhỏ, bảo sao bà không điên tiết.
Cơn ho của ông Phiên mỗi lúc một dữ dội. Bà Phiên vỗ vỗ lưng rồi xoa xoa ngực. Ông Phiên vẫn nhăn nhó, mặt ông có vẻ hơi tím tái. Chỉ tí nữa thôi là bà Phiên chửi nhà mất. May mà cái dáng liều khều của con dâu bà đã thấp thoáng ngoài sân. Bà nói như gào lên: "Chị có nhanh lên không? Bố chồng chị sắp không chịu nổi đây này." "Con đây, con đã cố phóng xe về nhanh nhất có thể. Mẹ chuẩn bị mấy đồ như lần trước cho bố đi, để con đỡ bố. Xe con gọi vào ngay bây giờ." Ông Phiên cố thều thào khi cơn ho ngắt quãng: "Cứ từ từ, đi xe không lái nhanh vượt ẩu được." "Vâng bố, con vẫn cẩn thận mà. Bố đừng nói gì nữa, cố gắng giữ người thoải mái, thở đều sẽ bớt cơn ho." "Tôi xong rồi, hai đứa nhỏ tôi gửi bên nhà bác Lâm, chị dìu ông ấy ra xe mau." Taxi lao đi, thúc ngược cơn gió mạnh. Người lái taxi ghì chặt vô lăng, trầy trật vượt qua quãng đường xốc long sòng sọc. Hai mẹ con bà Phiên nghiêng bên này, rồi lại xô bên kia chúi chụi. Ruột già ruột non nháo nhào trong ổ bụng, cổ họng lờm lờm chỉ chực nôn. Ông Phiên mệt lả trên ghế, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Dù đang say xe, bà Phiên vẫn lầm cầm bò dậy để ôm đống đồ, tất tả bước xuống xe một cách nhanh nhất. Cô con dâu vội vàng gồng hết sức mình, xốc bố chồng ra khỏi taxi. Tiếng người, tiếng xe cứu thương loạn xị trước cửa bệnh viện. Trong chớp nhoáng, ông Phiên đã nằm trên chiếc xe đẩy có ga phủ màu trắng xóa. Nhân viên y tế nhanh chóng đẩy ông vào phòng cấp cứu. Con trai bà Phiên đi làm về hay tin, vội vã vào viện ngay. "Bố con thế nào rồi hả mẹ?" Bà Phiên vừa nhìn thấy con trai, miệng mếu máo lu loa: "Ôi con ơi, bác sĩ không cho mẹ vào. Họ đang tiêm thuốc gì ấy. Bố mày bị hôn mê, chắc tại đưa đến bệnh viện muộn. Chỉ tại con vợ mày về nhà muộn. Họ chằn toàn dây xung quanh người ông ấy. Ông ấy mà bỏ mẹ đi, mẹ biết sống với ai? Mẹ sống làm sao nổi con ơi?" "Mẹ cứ bình tĩnh nào, chưa gì đã." Con dâu bà Phiên đứng nép góc tường như đứa có tội. Nó luôn ra vẻ đáng thương trước mặt chồng nó. Bác sĩ báo, ông Phiên bị hôn mê do cơn đột quỵ, giờ phải thở máy. Lần này, chưa biết ông phải nằm viện bao lâu, gia đình phải bố trí người thay phiên nhau ở lại với ông. Bà Phiên hậm hực với con dâu mấy ngày, chẳng nói chẳng rằng. Cũng không hẳn vì con dâu mà ông Phiên thành ra như thế, nhưng đang trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, cộng thêm nỗi xót xa khi nhìn thấy chồng bất tỉnh, bà Phiên cứ trút lên nó. Gớm, mà bà có giận mấy, chắc nó cũng mặc. Nó khinh bà sao ấy, chẳng bao giờ nó đối lại lời bà, cứ dạ vâng lấy lệ. Bố chồng nó nằm ly bì ở viện, nó cũng có chịu hy sinh công việc để ở viện chăm bố đâu. Hai đứa con nhỏ, nó quẳng bên bà ngoại cả ngày. Nó vẫn mê mải với quầy thuốc, chỉ thỉnh thoảng đảo qua bệnh viện rồi lại biến mất. Đến bữa mới mang cơm vào cho bà. Chắc nó sợ mùi hôi hám bệnh tật của bệnh viện. Riêng buổi tối, nó bắt bà về nhà ở với bọn nhỏ. Hai vợ chồng thay phiên nhau trông bố buổi tối. Có hôm, cả hai cùng ngủ qua đêm ở bệnh viện. Nẫu lòng bà, con dâu bà nó thuộc tiếp phụ nữ muốn trốn con nhỏ. Ông bà Phiên đẻ được một mụn con trai, tất cả tình yêu thương và niềm tự hào đều dồn lên nó. Ngày nó được nhận vào làm giảng viên ở trường đại học cách nhà 30 km, bà Phiên rơi nước mắt vì mừng. Thế cũng bỏ công ông bà, tính tình nó hiền hòa dễ chịu, biết nghe lời bố mẹ. Ấy thế mà khi lấy con vợ này, nó trở nên khác lạ. Lời bà Phiên nói với nó không còn hiệu lực tất thảy như trước. Bà mang nặng đẻ đau, nuôi nó mấy chục năm trời. Con dâu mới bước vào cuộc đời nó được vài năm, sao con trai có thể nặng nhẹ quay mặt với bà? Ông Phiên bảo bà già rồi, nhưng tính còn trẻ con, đi so đo rõ buồn cười. Chuyện đó càng làm bà tức anh ách. Cả tuần, ngày nào bà cũng ở bên trò chuyện với chồng, vì bác sĩ bảo phải nói chuyện, động viên thường xuyên, bệnh nhân mới nhanh tỉnh. Giờ ông Phiên mở mắt, nhìn được theo các động tác của bà rồi, mà vẫn chưa được rút ống thở. Bà Phiên tính khí thất thường, đôi khi lời nói có vẻ ngoan ngoắt, nhưng bà yêu chồng, yêu con hết mực. Từng giây từng phút nhìn thấy chồng chịu đựng khổ sở,
bà cũng đau thắt ruột. Hai vợ chồng nó làm gì ngoài hành lang không biết. Bà bảo con dâu ra ngoài lấy cốc nước mà nó đi lâu thế chứ. Bà đẩy cửa đi ra ngoài, thấy con trai và con dâu đang to nhỏ với nhau, định cất giọng mắng cho chúng một trận. Nhưng câu chuyện giữa chúng làm bà lặng đi. Em nghỉ bán hàng một thời gian đã, cứ chạy đi chạy lại hơi sức nào chịu nổi. Nhìn em que củi thế thôi chứ khỏe lắm anh, mà em nghỉ bán hàng thì lấy tiền đâu chạy chữa thuốc men cho bố. Ừ, tội nghiệp em, anh xin lỗi. Anh mang tiếng giảng viên mà lương ba cọc ba đồng, lại bận rộn quá, mọi phát sinh trong gia đình em phải lo toan hết. Sao anh lại nói thế? Anh làm cả nhà mở mày mở mặt ấy. Em cũng thấy hãnh diện lắm khi được làm vợ của một giảng viên. Anh cứ yên tâm công tác, việc nhà đã có em lo. Mai em lấy tiền hàng, sẽ trả đủ tiền viện phí cho bố. Nhà mình chỉ gặp chút sóng gió nhỏ thôi, bố sẽ sớm khỏe lại và về nhà. Dù có chuyện gì, vợ chồng mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Anh đừng nói gì hết, để mẹ biết, mẹ thêm suy nghĩ. Thôi anh về trước, sang bà ngoại đón các con giúp em. Bà Phiên lặng lẽ quay lại phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh chồng. Bà nắm chặt tay ông ngậm ngùi. Hóa ra con trai bà cũng trầy trật tiền nong đến vậy. Thực lòng từ trước đến giờ bà không để ý. Bà ngẫm ngợi, trong nhà có rất nhiều khoản chi tiêu phải lo. Nào là tiền ma chay hiếu hỷ, đóng góp này nọ ở họ hàng làng xóm. Nào là tiền thức ăn, tiền sữa cho bọn nhỏ, tiền mua thuốc thang cho ông bà. Hàng tháng, ông Phiên có chút lương hưu nhưng thấm vào đâu. Chưa bao giờ vợ chồng nó để ông bà ở nhà thiếu thốn thứ gì. Bà thích gì là bắt chúng làm theo ý. Và bà nghiễm nhiên cho rằng đó là nghĩa vụ của chúng nó phải lo. Cô con dâu mang nước vào phòng, nhìn thấy bà Phiên ngồi bần thần, cô lo lo. Thời gian này cô rất sợ bà suy sụp. Bà có làm sao nữa thì cô sống dở chết dở, xoay sở làm sao. Mẹ à, mẹ uống nước đi. Con biết thời gian này mẹ vất vả nhiều, nhưng mẹ suy nghĩ quá làm gì. Cứ coi như gia đình ta gặp đợt sóng gió nhỏ, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn. Rồi bố con sẽ sớm bình phục và cười nói với mọi người. Giờ con ở đây với bố, mẹ về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Có sức khỏe mới chăm được bố con chứ. Cơm tối con nấu rồi, mẹ ăn và giục các cháu ăn hộ con nữa. Bà Phiên nhìn chồng, rơm rớm nước mắt. Tôi biết rồi, chị không phải nói nhiều thế. Ông ấy phải khỏe lại chứ, ai lại nằm mãi thế đâu phải không ông? Tôi không sao, tôi về nhà tắm ù cái rồi lại vào viện. Đêm nay tôi muốn trông ông ấy. Chị về ngủ với bọn trẻ, làm mẹ thì phải gần gũi với con cái. Lâu không gần chúng nó quên cả hơi chị rồi. Ra đến cửa phòng bệnh, bà ngoảnh lại nói thêm. Hoa quả đầy đấy, chị tranh thủ ăn đi. Chị để người ngợm như ma ốm thế, ai mà nhìn cho được. Con dâu bà mỉm cười khẽ vâng. Bà Phiên quay đi, lần đầu tiên bà thấy nụ cười của con dâu bà nhìn cũng không đến nỗi nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.